mình có khá là nhiều điều thích ở Học viện VTC Academy là thứ nhất là môi trường ở đây rất là trong lành, đẹp, đặc biệt là rất là lạnh, rất là giống khí hậu ở Đà Lạt chỗ mình. Ở đây thì các thiết bị đều rất là tốt, mình học cảm thấy rất là thú vị, thoải mái. Mọi người đều rất là hòa đồng, đặc biệt là cô căng tin cũng rất là thoải mái, thường hay cung cấp lương thực hàng ngày cho mình. Theo học tại VTCA, VTCA Academy là quyết định đúng đắn nhất của mình từ trước tới giờ. Quyết định mình cảm thấy trong tuổi trẻ mình sẽ không bao giờ hối hận. Và mình tự hào nhất về cái điều đó. Thì cảm ơn ngôi trường này, ngôi trường VTCA Academy đã biến em, để biến đam mê của em thành hiện thực. こちらが紹介したことをとても新鮮な気持ちで受け取っていただけたように思います。
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi talk show được phát sóng định kỳ trên fanpage của VTC Academy. Tôi là Linh, rất vui được đồng hành cùng các bạn trong buổi talk show với chủ đề vô cùng thú vị của ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2020 có lẽ sẽ đi vào lịch sử nhân loại với sự xuất hiện của virus mang tên SARS-CoV-2 và rất nhiều những biến thể của nó. Và mặc cho những nỗ lực của người dân toàn thế giới thì đại dịch COVID-19 đã gây ra những tổn thất vô cùng to lớn cho toàn nhân loại trong suốt 2 năm vừa qua. Nó không chỉ gây ra những tổn thất nặng nề về mặt kinh tế, xã hội, mà nó còn cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và để lại những nỗi đau rất lớn cho hàng triệu gia đình. Những nỗi đau mà nó để lại có lẽ chúng ta sẽ không thể nào quên được trong nhiều thập kỷ tới. Nhưng trong hoạn nạn, khốn khó như vậy, chúng ta lại được chứng kiến lòng nhân ái bùng lên và lan tỏa mạnh mẽ khắp muôn nơi. Những ngày này, trên các trang báo, mạng xã hội, đâu đâu chúng ta cũng được nhìn thấy những hình ảnh vô cùng xúc động về sự sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau trong mùa dịch. Những người có dư giả thì họ chia sẻ nhiều hơn, những người khó khăn thì họ chia sẻ ít hơn. Nhưng điểm chung ở tất cả những người này đó là trái tim ấm áp và nghĩa tình. Rất nhiều những tổ chức và cá nhân thiện nguyện đã đứng ra nhằm kêu gọi xã hội cùng chung tay hỗ trợ và giúp đỡ cho những đối tượng đang gặp khó khăn vì dịch bệnh. Một người có thể kết nối đến 10 người, 10 người chạm đến 100 người, 100 người lại đến 1.000 người. Cứ thế, lòng nhân ái lại được nhân rộng lên khắp mọi miền đất nước. Câu chuyện của các tổ chức và cá nhân này đã truyền cảm hứng cho chúng tôi tổ chức buổi talk show ngày hôm nay với chủ đề Hành trình kết nối và lan tỏa đến hạnh phúc đến cộng đồng. Với mong muốn có thể lan tỏa được nhiều thông điệp yêu thương và năng lượng tích cực đến với mọi người. Và mong rằng thông qua buổi talk show này, các bạn cũng sẽ được truyền cảm hứng, sẻ chia và thấu hiểu hơn về những giá trị mà bản thân có thể mang đến cho những người xung quanh. Và tại VTC Academy ngày hôm nay, chúng tôi cũng rất vinh dự khi có sự đồng hành của chị Rosie Happy, nhà đồng sáng lập của tổ chức phi lợi nhuận Social Change Maker. Chị Rosie đã nhận lời tham dự chương trình để chia sẻ với chúng tôi về những câu chuyện, những mảnh đời cũng như là những giá trị mà chị Rosie và tổ chức đã nỗ lực mang đến cho xã hội. Nếu các bạn thường xuyên theo dõi các hoạt động và các dự án về cộng đồng, hẳn là sẽ có ấn tượng với những dự án như là dự án nhảy flash mob Sài Gòn Dance for Kindness 2020, Pink Night, đêm hồng vì cộng đồng diễn ra vào đầu năm nay nhằm gây quỹ giúp đỡ cho đồng bào lũ lụt tại miền Trung và mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Và chị Rosie cũng chính là người đã truyền cảm hứng và dẫn dắt cho những dự án này gây ra tiếng vang và lan tỏa sức ảnh hưởng của nó trong cộng đồng. Và em cũng rất là cảm thấy rất là may mắn vì là em biết là chị đang rất là bận rộn với những cái dự án mới, nhưng mà chị đã không quản ngại đường xa, dành những thời gian nghỉ ngơi rất là quý báu vào cuối tuần để đến với chương trình chúng ta ngày hôm nay. Xin thay mặt ban tổ chức thì em rất biết ơn sự có mặt của chị trong chương trình. Để cho các bạn khán giả đang theo dõi talk show thì có thể hiểu hơn về chị Rosie cũng như là về tổ chức Social Change Maker, thì em cũng xin phép mời chị có thể có đôi lời giới thiệu về bản thân chị cũng như là gửi lời chào đến các vị khán giả của chúng ta. Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình hôm nay. Chị cũng rất là vui và cảm ơn Linh cũng như VTC Academy đã mời Rosie đại diện cho Social Change Maker đến để chia sẻ câu chuyện của tổ chức, của nhóm. Thì để giới thiệu một chút đôi lời để các bạn biết thì Rosie là ai? Rosie là đến từ đâu? Thì thật ra Rosie là người Việt có làm việc và sinh sống ở nước ngoài một thời gian. Thì trước khi đi nước ngoài thì chị có tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, khoa Ngữ văn Đức. Đó là một điều mà ít người thì ra là biết tới, tại vì bây giờ làm việc thì nói tiếng Anh nhiều mà không ai biết ngày xưa mình nói tiếng Đức. Sau đó khỏi lại trường, chị làm giảng viên ở trường dạy 4 năm khoa Ngữ văn Đức. Sau đó song song chị cũng đồng thời làm việc làm giám đốc điều hành của một công ty du lịch, du lịch lữ hành. Và sau đó thì quyết định là mình muốn đi ra nước ngoài, muốn đi ra thế giới để mà học hỏi. Nên mới quyết định đi làm, đi học bằng thạc sĩ về kinh tế ở châu Âu. Thì lúc đó, thời điểm đó là có sinh sống ở Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Thì được một thời gian thì cảm thấy châu Âu là thú vị rồi. Bây giờ muốn tìm thêm một miền đất khác để mà sinh sống nữa. Thì chị có chuyển sang bên Úc và ở sinh sống bên Úc được khoảng 7 năm.
chị đi làm cũng đi làm công việc bình thường thôi, làm về chị làm giám đốc tiếp thị và kinh doanh cho một tập đoàn khách sạn của Mỹ tên là Wyndham. Sau đó thì năm ngoái chị có quay trở về Việt Nam, thì đó là dẫn đến cái câu chuyện mà vì sao mà có Social Change Maker ở Việt Nam bây giờ. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Rosie. Và tôi tin rằng là cuộc trò chuyện ngay sau đây cùng với chị Rosie chắc chắn là sẽ đem đến cho các bạn rất là nhiều thông tin và nhiều trải nghiệm thú vị dưới góc nhìn của một nhà hoạt động vì cộng đồng vô cùng tâm huyết. Và xuyên suốt sự kiện thì nếu các bạn muốn đặt câu hỏi hoặc muốn nghe chị Rosie chia sẻ thêm về các nội dung liên quan đến chủ đề này thì cũng đừng ngần ngại đặt câu hỏi ở phần comment và chúng ta sẽ cùng quay lại để giải đáp thắc mắc vào cuối buổi livestream này. Và không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, tôi xin phép được bắt đầu nội dung chính của buổi talk show ngay bây giờ. Chị Rosie ơi, vậy thì là khi nãy chị vừa mới chia sẻ thì chị cũng có chia sẻ qua là chị đã sinh ra lớn lên ở Việt Nam, nhưng mà rồi thì chị cũng dành thời gian rất là dài sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Và chị cũng đi qua rất là nhiều nước trên thế giới, là từ châu Âu đến châu Úc. Thì và em cũng được nghe chị chia sẻ qua là chị cũng đã tạo dựng được một cái sự nghiệp riêng cho mình ở tại Úc rồi. Cụ thể hơn thì em có tìm hiểu là chị được đang là giám đốc sáng tạo của doanh nghiệp The Happy Event có trụ sở tại Melbourne, Úc. Thì với một cái sự nghiệp như vậy tại nước ngoài thì điều gì đã thôi thúc chị là quay trở về Việt Nam và chuyển hướng sự nghiệp sang công việc là làm những hoạt động về xã hội vì cộng đồng ạ? Cảm ơn Linh. Chị lúc mà ở bên Úc á, thì chị thành lập cái gọi là event business, một cái công ty tổ chức sự kiện gọi là The Happy Event. Khi mà về Việt Nam năm ngoái á, thì lúc đó thực sự là chị quay trở về lúc đó là ý định là về thăm gia đình và về chơi thôi. Xong rồi mình sẽ đi đó, nhưng mà khi mà dịch Covid diễn ra đó thì lúc đó cái quyết định chị suy nghĩ và chị nhìn thấy những cái tình cảnh ở Việt Nam mà chị cảm thấy là trên tình hình trên thế giới nữa, chị mới quyết định là bây giờ sẽ ở Việt Nam luôn chứ không đi nữa. Lúc đó là định về chơi mà cuối cùng là ở được khoảng 4-5 tháng đi chơi, đi du lịch nước nhà rồi quyết định ok bây giờ sẽ đem The Happy Event về bắt đầu tổ chức hoạt động ở Việt Nam. Và cũng vì là tình hình dịch và tình hình thấy mọi thứ nó khó khăn đó, và thấy mình có thể đóng góp được một chút gì đó thì có lẽ là vì là nước nhà của mình. Và chị mới quyết định là bây giờ The Happy Event sẽ hoạt động ở Việt Nam như là một cái doanh nghiệp xã hội. Thế mình sẽ tổ chức sự kiện nhưng mình sẽ tập trung vào những cái sự kiện nào mà giúp đỡ cho cộng đồng. Những cái sự kiện mà có thể hỗ trợ được cho xã hội trong những cái lúc cái thời điểm này đang rất là khó khăn. Hay quá. Vậy thì là tổ chức Happy Event đã di chuyển từ Úc mà hoạt động tại Việt Nam ngay thời điểm này. Đúng rồi. Vậy thì còn về tổ chức Social Change Maker thì nó là tổ chức như thế nào chị ha? Thì nó có thể là hoạt động cùng lúc với lại Happy Event hay là chị thành lập sau này với mục đích khác hay như thế nào ạ? Thì năm ngoái lúc mà The Happy Event bắt đầu hoạt động ở đây thì cũng có tổ chức giống như hồi nãy Linh có nói đó, là tổ chức cái chương trình mà Sài Gòn Trends for Kindness để gây quỹ flash mob cho mọi người tham gia hoạt động gây quỹ cho miền Trung. Vì thời điểm lúc đó là miền Trung đang bị lũ lụt cũng khá nhiều, cũng đúng vào cái thời điểm là tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm ngoái đó. Rồi khi mà đến vào khoảng tháng sau chương trình đó thì chị làm cái chương trình gây quỹ đêm màu hồng vì cộng đồng, gây quỹ cho mạng lưới ung thư Việt Nam. Thì sau hai cái chương trình đó là hai chương trình lớn mà nổi trội mà mọi người biết tới á, thì chị cũng có suy nghĩ thêm là The Happy Event vẫn phải là một cái doanh nghiệp xã hội, vẫn phải vận hành để mà có nguồn thu nhập, để mới có thể làm thiện được. Nhưng mà chị lúc đó thì chị có một cái suy nghĩ là chị nhìn thấy là ở Việt Nam vẫn còn còn có một cái thiếu một số những cái hoạt động về thiện nguyện mà nó về lâu dài, ví dụ có nhiều tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức phi chính phủ nhưng mà nó còn chưa phát triển so với các nước khác. Tại vì chị sinh sống ở châu Âu và ở Úc thì chị so sánh, chị nhìn thấy là mình cần có nhiều cái nguồn nhân lực và nhiều cái người đi vào cái cộng đồng mà thiện nguyện nhiều hơn. Cho nên chị mới quyết định là bây giờ mình sẽ thành lập một tổ chức phi lợi nhuận với mục đích là The Happy Event vẫn hoạt động, một doanh nghiệp xã hội. Tổ chức mà phi lợi nhuận Social Change Maker thì sẽ lúc đó sẽ tập trung vào những cái vấn đề chỉ tập trung vào thiện nguyện. Có nghĩa là thiện nguyện ở đây không có nghĩa là mình chỉ đi làm từ thiện đâu nha các bạn. Thế này là đó là một trong những cái điều mà Social Change Maker muốn đem tới nữa, là mình phải nâng cao nhận thức và ý thức của mọi người về tất cả những vấn đề trên xã hội, là những vấn đề nào mỗi người đều có một cái cá nhân, mỗi người đều có một cái niềm quan tâm, một cái sự quan tâm khác nhau đối với những vấn đề khác nhau.
ví dụ như giảm nghèo đói hay là về học vấn đề về giáo dục hay là về phụ nữ nhân quyền hay là quyền bình đẳng gì đó, thì Social Change muốn là qua thông qua những cái hoạt động của mình á, sẽ nâng cao nhận thức những cái đó và tạo cái cầu nối cho mọi người mà muốn giúp đỡ đến với những người được giúp đỡ, và song song là cũng làm những cái chương trình gây quỹ rồi tổ chức những cái phiên chợ bền vững để mà quảng bá cái lối sống chậm và lối sống xanh, để cho mọi người tránh cái việc là sử dụng túi ni lông nhiều quá hay là ống hút hay là rác thải đó. Thì là ở Việt Nam mình thiệt ra thì những vấn đề đó còn rất là nhiều thứ để mà cần phải phát triển, nên mấy anh chị mới nghĩ là khi mà thành lập Social Change Maker thì với một cái sức lực nhỏ nhỏ của mình, một cái tiếng nhỏ nhỏ của mình, có thể là sẽ dần dần nâng nhận thức của mọi người và phát triển được đến đâu thì tốt đến đấy. Vậy là tổ chức Social Change Maker thì thực ra là không chỉ là làm về thiện nguyện mà là mục đích chính là để thay đổi xã hội và mang đến những cái mà giải quyết những vấn đề mà xã hội đang gặp phải. Chính thì nếu như vậy thì em cũng rất là tò mò, em nghĩ là các bạn khán giả cũng rất là tò mò là những cái vấn đề mà chính mà Social Change Maker đang tập trung vào để mà có thể là cải thiện cho xã hội này thì những vấn đề là những vấn đề như thế nào chị ha? Thì thường hàng tháng Social Change Makers có kế hoạch là mỗi tháng sẽ có một cái chương trình gọi là sự kiện để giao lưu kết nối. Giống như mình gọi là nôm na là networking event á, thì thường mọi người đi làm á, thì mọi người sẽ có những cái nơi để mà đi giao lưu kết nối những người làm chung ngành với mình. Ví dụ như bên công nghệ thông tin sẽ có những bạn công nghệ thông tin đến gặp nhau để trao đổi kiến thức và trao đổi xem có những cái dự án nào hay để mình cùng làm. Thì bên Social Change Maker tập trung là tạo những cái sự kiện kết nối dành cho các người, cho các bạn và những người mà quan tâm đến vấn đề thiện nguyện, quan tâm đến vấn đề mà phi lợi nhuận và giúp đỡ phát triển cộng đồng, tác động xã hội mà bền vững. Thì là hàng tháng sẽ có những cái chủ đề khác nhau. Ví dụ như tháng 5 vừa rồi thì Social Change Maker nói về vấn đề về sức khỏe tâm lý. Sức khỏe tâm lý ở Việt Nam vẫn còn chưa có phát triển nhiều. Ở nước ngoài thì họ rất là xem trọng, nhưng mà ở Việt Nam mình thì thấy nó là cái vấn đề mà mình nên tự giải quyết. Ở trong nhà mình đóng cửa, mình nói chuyện với nhau. Hay là mình, ví dụ mình có khó khăn gì đó, mình nói chuyện bạn xong là vậy là được rồi. Ta cũng ngại nói ra vấn đề tâm lý. Đúng rồi, nó nằm trong văn hóa mình, nó chưa phải là một cái điều mà được khuyến khích. Sau đó thì tháng 6 thì có nói về vấn đề môi trường, có mời các diễn giả nói về môi trường. Rồi vừa rồi tháng 10 thì là nhân ngày quốc tế phụ nữ, cũng là tháng 10 nâng cao nhận thức cho mạng ấy, cho ung thư vú đó, thì chị tổ chức một cái buổi nói chuyện về chủ đề về phụ nữ và nhân quyền, cho nên là bình đẳng quyền, bình đẳng quyền giữa nam và nữ. Thì những cái vấn đề nhận thức là sẽ mỗi tháng sẽ có một vài cái topic, cái chủ đề khác nhau chứ không tập trung. Bên phía thiện nguyện, ví dụ như làm về từ thiện thì đa số là sẽ giúp đỡ nhiều về cho các trẻ em nè, phụ nữ, những người già neo đơn hay là những cái cộng đồng mà yếu thế trong trong xã hội. Hay quá. Nếu như vậy thì là đối tượng mà Social Change Maker tập trung vào có phải là tập trung vào đối tượng là phụ nữ và những người đang yếu thế trong xã hội không ạ? Có nghĩa là mình là đối tượng mục tiêu chính của Social Change Maker là mình có tập trung vào những đối tượng là chỉ là những đối tượng người gặp yếu thế trong xã hội hay không, hay là mình có mở rộng ra thêm hay không ạ? Thiệt ra thì ví dụ như những cái hoạt động mà về thiện nguyện ấy, thì Social Change Maker cũng không đặt ra là tập trung vào những cái đối tượng nào, nhưng mà từ cái lúc hoạt động cho đến nay thì nhìn lại thì thấy đa số là đều giúp cho trẻ em hay là phụ nữ hay là những người già neo đơn yếu thế, những cái cộng đồng yếu thế. Thì hiện tại Social Change Maker cũng muốn nhìn thêm và giúp đỡ thêm cho những cái cộng đồng mà người khiếm thị, khiếm thính, những người khuyết tật nữa. Thì mình bên chị cảm thấy là họ là những người cần giúp đỡ nhiều hơn so với là những cái cộng đồng khác. Nói chung là mình tập trung vào những cái đối tượng mà những cái hoàn cảnh, những cái vấn đề và cộm cán đang nổi bật trong xã hội để mình có thể hướng tới, mình thay đổi và giúp đỡ được. Đúng rồi. Vậy thì bên tổ chức của Social Change Maker của mình thì mình có tập trung vào một khu vực địa lý nào hay không chị? Hay là tức là tập trung vào chị ở thành phố Hồ Chí Minh hay là khu vực miền Nam? Hay là mình có lựa chọn một khu vực nào tập trung vào để hoạt động hay không? Chị hiện tại thì Social Change Makers hoạt động đa số là ở ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Việt Nam, và cũng có một số những cái hoạt động mà giúp đỡ ra miền Trung khi mà có vào cái thời điểm mà bão lũ miền Trung đó.
Còn về tương lai, về lâu dài thì Social Change Matters hy vọng là cũng sẽ mở rộng cái tầm hoạt động của mình đến toàn quốc Việt Nam, và về cái tầm nhìn lâu dài nữa thì có thể là nhìn vào tầm quốc tế với các nước khác nữa. Nhưng mà cái đó có nghĩa là đem nguồn lực và đem những cái sự giúp đỡ hỗ trợ từ ngoài về giúp đỡ cho Việt Nam. Tập trung thì vẫn là giúp đỡ ở Việt Nam rồi, nhưng mà còn cái sự giúp đỡ thì ở đâu mình cũng có thể kêu gọi về được hết, chứ không chỉ riêng là những cái mạnh thường quân hay là những cái tổ chức công ty giúp đỡ trong nước. Vậy thì trong suốt thời gian mà chị đã hoạt động cùng Social Change Maker, hay là cũng như là trong suốt thời gian hoạt động cùng Happy Event, từ hồi mà chị chuyển hướng sang mà làm những công việc về hỗ trợ cho cộng đồng á, thì có cái hoạt động nào hay là có cái sự kiện nào nó diễn ra mà khiến chị ấn tượng vô cùng sâu sắc mà bây giờ nhớ lại nó chị canh cánh trong lòng mà chị nghĩ nó ngay lập tức luôn không? Thực ra thì những cái câu chuyện mà mình nhớ lại mình canh cánh trong lòng thì nhiều lắm. Nhưng mà những cái gần đây nhất thì là thời điểm vừa rồi, là vì ở Việt Nam mình thì trải qua cái đại dịch năm năm mới thì là khá là ổn. Năm nay thì lại mình qua tới lần mình bị phong tỏa lần thứ tư á, thì cái thời điểm đó là cái thời điểm mà mọi thứ khó khăn nhiều nhất. Và chị bên Social Change Maker có tổ chức gây quỹ, lúc đó mọi người ở nhà lockdown hết mà, cho nên là đâu có thể nào mà tổ chức event để mà gây quỹ đâu. Cho nên là mới tổ chức tất cả mọi thứ đều là trực tuyến hết, làm online để gây quỹ cho mọi người, cho mọi người tương tác mà giao lưu kết nối ở nhà. Đồng thời thì sau khi mà gây quỹ xong thì tụi chị đem những cái chương trình đó để mà đem đi trao đồ ăn, lương thực phẩm, nhu yếu phẩm cho những cái đối tượng, những cái khu mà bị cách ly, mà bà con nghèo, bà con lao động ở Sài Gòn mình đó. Thì đó là cái thời điểm mà thường thì chị sẽ không đi thường xuyên, nhưng mà chị cũng cố gắng tham gia là mỗi mỗi tuần mình đi một lần cùng với bên câu lạc bộ chuyến xe nghĩa tình của bên Hội Chữ Thập Đỏ, rồi các bếp thiện nguyện, rồi các nhóm từ thiện khác á. Thì khi mà đi mình tận mắt mình nhìn thấy, mình chứng kiến được bà con mình có lúc đứng ở trong cái khu mà bị phong tỏa, cả một xóm đó là ai cũng bị dương tính hết, và họ nói là không có ai tới giúp đó, tại vì nghe dương tính thì người ta sợ. Thì cả mình thấy là mình chỉ mà trao được một cái phần ăn, một cái phần mà nhu yếu phẩm, nó chỉ là 5 ký gạo, một chục cái trứng, rồi mấy cái rau thôi, nhưng mà họ nhận được là họ rơi nước mắt, mà mình cũng rơi nước mắt theo. Tại mình thấy nó nhỏ quá nhưng mà nó có ý nghĩa rất là lớn đối với họ, vì lúc đó họ cần, người dân đói mà, bà con mình đói. Wow, hay quá. Mà nếu mà đi, tức là chị cũng có nói là những cái người đó bị dương tính thì người ta ai cũng sợ, người ta không có dám đến gần để mà người ta hỗ trợ. Vậy thì là cái động lực nào hay là bằng cách nào mà chị có thể là tự đứng ra, động lực của chị đứng ra để chị đến tận nơi trao quà cho họ, và bằng cách nào mà chị lôi được, kéo được những cái người tình nguyện viên khác cùng tham gia với mình ạ? Lúc đó thì những cái bên Social Change Maker thì mọi người cũng vì đang phong tỏa thì cũng ở nhà mà, đa số cũng không có, tất cả các bạn cũng không ra tham gia được hết cùng với chị thời điểm đó. Thì mình cũng có làm việc cùng với các nhóm thiện nguyện khác, thì là họ, các tình nguyện viên, những bạn mà đã đang để đi ra ngoài làm, thì họ đã nhận thức được là đây là cái công việc, những cái điều mà cần mình, bà con mình đang cần. Cho nên là mỗi người đã tự có một cái ý thức là mình muốn giúp đỡ. Mình không có quản ngại cái chuyện là người bệnh hay là người không bệnh. Người cần giúp thì ai cũng cần giúp thôi. Người đói thì ai đói cũng như nhau thôi. Và bản thân là ý thức của mọi người cũng biết được là mình, như bản thân chị là, quan trọng là do ý thức của mình tốt. Mình hiểu được là không phải là cứ đến mà phải tiếp xúc để mà có thể bị lây bệnh đâu. Mình vẫn có thể là mình đeo khẩu trang, mình đeo cái kính chống giọt bắn, là mình áo bảo hộ nè. Thì mình vẫn giúp được. Vì cuộc sống họ vẫn diễn ra mà, chứ đâu, cuộc sống ở đâu có dừng lại vì là đang có dịch hay là đang phong tỏa, đúng không? Dạ. Cho nên là phải nhận thức đúng và hết mình vì bà con thôi. Mình giúp được, sức mình cũng nhỏ thì mình giúp được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nhiều khi là cái người ta đang cần bây giờ là cái đường cần hỗ trợ để có thể sống được, đúng không chị? Đúng rồi. Vậy thì là trong quá trình mà mình đi đến những cái nơi mà người đang gặp mà khó khăn vì là dịch bệnh và họ đang bị dương tính, cho nên là cũng ít ai có thể hỗ trợ được như vậy á, thì chắc chắn là chị sẽ gặp được mà có thể là cũng có thể có chút trao đổi gì đó với một số những cái hoàn cảnh, những cái đối tượng mà mình giúp đỡ. Thì có cái câu chuyện nào mà của những cái người gặp khó khăn đó mà khiến cho chị là xúc động mà tới bây giờ mà chị vẫn nhớ đến đó không, tức là ấn tượng rất là sâu sắc luôn á? Chị nhớ nhiều những cái câu chuyện mà bà con sống một một
những cái gia đình mà họ sống trong cái khu nhà trọ thuê á, một cái nhà trọ chỉ bằng bốn cái tấm, gọi là tấm giống như tấm mái tôn của mình á, thì thường thì mình dùng mái tôn để mà ở trên mái đúng không, nó gọi là mái tôn mà, nhưng mà vì là họ họ nghèo mà cho nên họ chỉ đủ tiền thuê được cái nhà, tất cả những cái nhà bên đó nó lợp bằng bằng mái tôn bốn góc như vậy và nó chỉ chừng khoảng 10 mét vuông thôi. Cái là điều kiện sống rất là khó khăn, mà Việt Nam mình mưa thì nó cũng cũng khổ cái lúc đó với cái điều kiện sống như vậy, mưa cũng khổ mà nắng thì nó cũng nắng, mà lại còn lúc đó đói rồi lại còn bị phong tỏa nữa. Rồi bình thường những cái công việc bình thường họ làm là họ đi làm phụ hồ nè, hay là có những bạn thì còn sinh viên đi làm những cái việc làm thêm, mình thời điểm đó là không có ai đi làm được hết, tại vì toàn xã hội là đều phong tỏa mà, nên khi mà đến mà nói chuyện thì họ nói là mà hôm nay được chị cho cái phần này thì cũng mừng lắm, nhưng mà rồi cũng không biết ngày mai ra làm sao, rồi tuần sau như thế nào, rồi tháng sau như thế nào, khi nào thì được đi làm lại, hay là khi nào thì xã hội được mở cửa lại. Chứ họ nhìn đối với họ thời điểm đó là tương lai nó rất là nó mờ mịt lắm, không biết là như, ngay cả khi mà mở phong tỏa rồi họ cũng không biết là mình nên làm sao để vượt qua được cái chuyện này. Thì khi mà nói chuyện với rất nhiều những cái gia đình như vậy thì mình nó cứ canh cánh trong lòng làm sao để mình giúp được nó lâu dài cho nó bền vững, còn bây giờ nó chỉ là cái giúp mà giúp tạm thời ngay bây giờ thôi, gọi là cứu đói thôi. Không biết được là ngày mai thì có ai khác đến cho họ không, hay là không biết là mình có còn có thể đến gặp họ được hay không, đúng không? Đúng rồi. Vậy thì với cái mà công việc mà cái suy nghĩ canh cánh mà làm sao giúp được họ lâu dài á, thì chị có đang nghĩ đến là cái ý tưởng gì có thể giúp được họ lâu dài hơn hay không, sau khi mà giãn cách xã hội đã được mở lại rồi, nhưng mà cũng có những cái thông tin là sau khi giãn cách xã hội mở lại rồi á, thì những cái công việc mà họ đang làm, tức là những người lao động phổ thông như vậy á, thì cũng sẽ mất rất là nhiều thời gian để mà được phục hồi lại như cũ, thì chị có đang có hướng đi gì hay có ý tưởng gì để có thể giúp đỡ được cho họ lâu dài hơn hay không? Hiện tại thì bên Social Makers đang nhìn vào chương trình là giúp đỡ các em, trẻ em mồ côi, do các em nó mất cha mẹ, mất cả cha và mẹ, hoặc là mất cha mất mẹ do bệnh Covid. Thì đợt vừa rồi thì báo chí cũng nói nhiều, mọi người chắc cũng có biết á, thì tình hình đó là vấn đề rất là khá là nóng bây giờ, là mọi người ai cũng nói tới, rất là nhiều các mạnh thường quân hay các tổ chức cũng đang bàn cùng với chính quyền xem là có cách nào để mà giúp các em. Thì ở thành phố mình, thành phố Hồ Chí Minh thôi, là đã gần, lúc đó thời điểm đó là 1.500 em, bây giờ đã là gần 2.000 em rồi, và toàn quốc thì là 3.000 em, tức là chỉ thành phố Hồ Chí Minh thôi mà đã chiếm 70% cái con số mà các em, trẻ em mà bị mất cha mẹ, một cô cha mẹ vì dịch. Thì cái sự mất mát người thân nó đã là một cái nỗi đau rất là lớn rồi, các em bây giờ lại không biết học hành như thế nào, sinh sống nó làm sao, thì cũng có gia đình người thân hỗ trợ. Thì bên chị mới quyết định là mình sẽ làm cái chương trình gọi là COVID Orphans, giúp đỡ các em mồ côi, là mình sẽ giúp nhưng mà không giúp, và là giúp tạm thời, giúp đói, giúp ăn, giúp cái miếng ăn, mà mình sẽ giúp là mình giúp lâu dài, là sẽ hỗ trợ tiền học phí cho các em để các em tiếp tục học, và hỗ trợ máy tính, tại vì bây giờ thì mọi thứ đều học là online hết. Bây giờ là các em bây giờ có không biết công nghệ cũng phải học, để mà làm sao mà biết cách để mà lên mạng trực tuyến học như thế nào, rồi máy tính sử dụng ra làm sao, để vì ai cũng phải học hết, người lớn trẻ nhỏ gì ai cũng phải học á, tình hình chung trên toàn thế giới rồi. Đúng. Cho nên là mình nhìn thấy được nó là cái xu hướng, mà nó là cái giải pháp mà tất cả các nước đều phải đi theo, thì Việt Nam mình cũng không nằm ngoài, có nghĩa là các trường đều cho học online hết. Thì là bên Sojim đang nhìn theo cái hướng đó, là giúp đỡ các em trước, sau đó thì có thể là sau này những cái chương trình khác cũng sẽ nhìn theo cái hướng là phải giúp lâu dài, giúp mà cái hướng tương lai họ có thể tự mình vượt qua được. Đúng rồi. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì họ vẫn có cái năng lực, cái sức mạnh để có thể vượt qua nghịch cảnh được. Thì cái câu chuyện của chị vừa chia sẻ thực sự là nó, em nghĩ là đã truyền cảm hứng cho rất là nhiều người, mà trong đó là có VTC Academy luôn á. Thì thực ra là cái câu chuyện mà làm thiện nguyện hay là làm một công tác xã hội, tổ chức những cái sự kiện vì cộng đồng, vì lợi ích chung, thì nó thực ra đang là một cái đề tài rất là nóng trong thời gian gần đây. Thì chắc là các vị khán giả cũng chắc cũng để ý là cái câu chuyện mà làm thiện nguyện nó đang gây ra rất là nhiều tranh cãi trong thời điểm gần đây. Tuy nhiên thì cái điều mà khó khăn nhất khi mà làm công việc thiện nguyện nói riêng hay là những công việc vì cộng đồng nói chung, thì nó đòi hỏi một cái sự đầu tư rất là bài bản và cẩn thận. Thực ra thì cái công việc mà làm
vì cộng đồng nói chung đó thì nhiều người người ta có thể nghĩ là nó làm công việc nó đơn giản thôi, nó làm có thể là làm cho vui để mình gọi là mình tích đức thôi, nhưng thực ra thì sự thật là một người làm công việc để tạo ra được cái giá trị cho cộng đồng thì nó đòi hỏi một sự đầu tư rất là bài bản về kiến thức cũng như là tài nguyên, về tiền bạc, sức người và thời gian. Thì em tin rằng là trong quá trình mà làm công việc vì cộng đồng như vậy thì chị Rosie cũng đã thấm cái gọi là cái sự khó khăn mà cái công việc làm thiện nguyện, làm công việc vì cộng đồng nó mang lại. Thì chị có thể chia sẻ một chút đôi lời về những cái khó khăn mà chị đã từng gặp phải trong quá trình làm công việc vì cộng đồng này hay không ạ? Khó khăn thì nhiều lắm kể không biết có hết không, nhưng mà cái điều đầu tiên mà chị cảm nhận được khi mà mình bắt đầu thành lập tổ chức và bắt đầu hoạt động và tập trung nhiều về tác động xã hội và thiện nguyện á, nhận được là cái nhận thức ở Việt Nam mình còn hơi khác so với ở các nước. Thì thiện nguyện ở đây có nghĩa là mọi người mình quen á, là người Việt Nam mình lòng trắc ẩn rất là cao, người Việt Nam mình là ai cũng làm từ thiện hết, ai cũng muốn giúp người khác hết. Nó nằm ở trong cái văn hóa người Việt rồi, cho nên là giúp là cái chuyện rất là bình thường, gọi là từ thiện đó. Nhưng mà để mà nhìn giúp về lâu dài thì nó còn chưa có nhiều. Cái là mình nghĩ là người Việt Nam mình nghĩ là giúp từ thiện có nghĩa là người nghèo, người khổ á, thì cần giúp, còn người nào mà giàu có một chút hay là dư giả một chút có điều kiện thì mình giúp. Thì đó là nó chỉ nằm ở mức độ đó thôi, cái là khi nào mình lũ mình giúp nè, khi nào mà họ nghèo mình có dư chút tiền, hay là đến ngày đầu năm, ngày chùa Phật gì đó mình đi mình làm từ thiện. Nhưng mà không có nghĩ là còn những cái vấn đề mà mình muốn giúp lâu dài, xóa đói giảm nghèo, hay là giảm những cái rác thải môi trường, hay là quyền bình đẳng giới, tất cả những cái điều đó là nằm ở trong những cái hoạt động mà tác động xã hội tích cực, mà chứ không phải là chỉ có làm từ thiện không thôi đâu. Thì cái khó khăn ở đây là nâng cao nhận thức cho mọi người. Đó là lý do vì sao mà Social Change Maker muốn là thông qua những cái sự kiện, những cái hoạt động giao lưu kết nối của mình, mời các diễn giả nói chuyện để dần dần nâng cao nhận thức cho mọi người biết được là cái cộng đồng thiện nguyện không chỉ có là nhóm từ thiện đâu, nó còn có các tổ chức phi lợi nhuận nè, các tổ chức phi chính phủ nè, nó còn các doanh nghiệp xã hội nè, và các những cái doanh nghiệp mà không hề liên quan gì đến thiện nguyện cũng có thể tham gia với họ sẽ có những cái phòng ban mà những cái chương trình gọi là CSA, cái là về doanh nghiệp mà nhưng mà là hỗ trợ xã hội. Thì khó khăn ngoài cái việc là nâng cao nhận thức cho mọi người ở trong xã hội, vì đây là cả một xã hội mình đang nói tới, đâu phải chỉ một vài cá nhân đâu. Còn khi mà cái hướng mà kêu gọi mọi người để mà đóng góp hay là cùng giúp đỡ thì nó cũng đôi lúc nó cũng khó, nhưng mà giống như chị nói vậy đó, người Việt Nam thì thường lòng trắc ẩn rất là cao, lòng nhân ái rất là cao, cho nên là kêu gọi thì giúp. Còn nhìn về hướng lâu dài thì hơi khó hơn chút xíu. Tức là về lâu dài thì phải làm sao để thay đổi cái nhận thức của mọi người để làm sao mà làm công việc giúp đỡ, hỗ trợ nó đúng cách hơn, đúng không ạ? Đúng rồi. Cũng có một số cái ý kiến trái chiều, không phải trái chiều mà một số cái ý kiến của một số người thì người ta nghĩ rằng là công việc mà làm thiện nguyện hay là những công việc mà như chị Rosie đang làm là mang đến những cái giá trị chung cho cộng đồng, cho xã hội để thay đổi những cái vấn đề đang diễn ra trong xã hội chúng ta. Thì những cái công việc như vậy á, thì nó là những công việc mà nó không có mang lại lợi ích gì gọi là mà người ta có thể là tận dụng được nó ngay lập tức được. Những công việc đó thì nó giống như là nó thầm lặng mà có thể là mất thời gian rất là lâu thì mới có thể là mang đến được lợi ích cho cộng đồng. Cho nên là có thể nó rất là khó khăn mà rất là khó, rất là trở ngại để mà tìm được những cái người cùng chung chí hướng là làm công việc đấy. Thì chị có cảm thấy là cái ý kiến đó nó đúng chính xác hay không? Chị nghĩ sao về cái ý kiến này? Chị nghĩ là nó cũng có phần đúng trong cái ý kiến đó. Tại vì thường thì mọi người khi làm từ thiện hay làm thiện nguyện mà giúp đỡ người khác thì muốn nhìn thấy là cái kết quả có liền. Thì mình sẽ nhận được là cái sự giúp đỡ của mình nó có kết quả liền ngay lập tức. Cho nên cái ngắn hạn là nó dễ dàng là hơn. Cho đồ ăn hay là cho cái đúng gì mà, cho đồ ăn đó. hay là cho tiền. Dạ, hay là cho tiền cũng là một cái nó dễ. Ví dụ mình dư một chút thì mình để dành lại và mình cho tiền. Cho rồi không làm sao thì làm. Đúng rồi. Nhưng mà không biết là rồi họ sử dụng cái tiền như thế nào, làm việc gì đó. Còn nếu mà nhìn mà về lâu dài thì nó phải khác nhiều chứ. Cho những cái ý kiến đó là nó khi mà mình làm việc mình cũng phải nhìn ý kiến từ những cái chiều hướng khác nhau. Kể cả những cái ý kiến trái chiều mình cũng nhìn để mình nhận được là
họ nói là có cái lý của họ để mình nhìn cái công việc mình làm nó phù hợp hơn với nhiều cái cộng đồng khác nhau. Vậy thì cái công việc đó thì nó nói chung là ở Việt Nam mình thì có thể là cái nhận định của mọi người xung quanh cũng như là cái người mà được nhận hỗ trợ thì đôi khi là nó cũng chưa có gọi là thực sự là đúng với cái ý nghĩa của công việc làm thiện nguyện và công việc vì cộng đồng, thì cho nên là chắc chắn là nó tạo ra rất là nhiều cái trở ngại trong quá trình mình làm việc á. Thì cộng thêm là gần đây thì các em có cái sức ép rất là lớn lên công việc làm thiện nguyện thì chắc là chị cũng đã nghe qua, thì không biết là chính những cái khó khăn đó nó có khiến cho chị mà đôi khi là cảm thấy nản lòng mà muốn từ bỏ công việc này không ạ? À? Câu hỏi này là khá là thú vị đó, nó cũng khá là nóng bỏng á, tại vì đợt gần đây là mọi người thấy ở trên mạng xã hội là có nhiều vấn đề là nghệ sĩ đi làm thiện nguyện rồi những người nổi tiếng, thì cái mà chị nhìn vào đó thì chị thấy là vì Việt Nam mình còn chưa phát triển về mạng lưới mà phi lợi nhuận mà làm thiện nguyện, còn chưa có một cái tổ chức quy củ gì chuyên nghiệp mà như ở nước ngoài, cho nên là tất nhiên là sẽ có những cái thiếu sót, cái đó là chuyện bình thường. Cái mà mình phải nhìn ở đây là mình phải công nhận được là khi mà những cái người mà đứng ra làm thiện nguyện mà kêu gọi được rất là nhiều số tiền hỗ trợ như vậy, đó là một cái điều tốt. Mọi người phải nhìn thấy cái điều đó trước hết. Còn ví dụ trong cách làm mà có thể thấy là nó chưa hợp lý hay là còn có thiếu sót gì đâu đó thì mình phải làm việc lại và mình rút kinh nghiệm cho những lần sau. Thì chị cũng có nghe nói một số người, một số nhóm là cũng nghe thấy khá nản chí rồi đó, và cũng nói là thôi làm cực quá, đi làm đã cực rồi, làm từ thiện mà còn bị trách móc này nọ, rồi lại phải là sao kê. Bây giờ thì đang là sao kê, đương nhiên cái chuyện sao kê là bình thường, nhưng mà nó nhiều giấy tờ, nhiều thủ tục quá thì làm sao mà mọi người sức lực đâu mà công sức đâu mà đi làm, đúng không? Thì chị nghĩ chị thì bản thân chị thì chị không nản về những vấn đề đó, chị chỉ nghĩ là mình đang làm và mình cũng phải học nó chứ, tại vì mình cũng đâu có ai là chuyên nghiệp trong cái vấn đề mà làm từ thiện hay làm thiện nguyện đâu. Và để mà phát triển thì mình khi mình làm sai thì mình học thôi, và khi mà mình thấy mình làm chưa đủ thì mình cũng lại học thêm, và mình học thêm ở nước ngoài họ làm như thế nào, và họ mình xem có thể kết hợp với bên chính quyền địa phương để mà tìm ra một cái phương án làm việc sao cho nó dễ nhất mà người dân mình được giúp nhiều nhất và cái tác động cũng được nhiều hơn và lâu dài hơn nữa. Thì không, chị không nghĩ đến chuyện từ bỏ công việc vì cái câu chuyện nó cực thì cũng biết là cực, mà nghĩ là nếu mình có chí, mình có tâm mà mình có tấm lòng thì mình sẽ tìm ra cái cách để mình làm cho nó mọi người, cho nó có hiệu quả và nó nhẹ nhàng cho tất cả mọi người luôn. Dạ. Nói chung là mình sẽ cần phải là khi mà cả hệ thống mình đã có hệ thống và mọi thứ nó bài bản trong xã hội rồi thì khi mình làm công việc nó sẽ nhẹ nhàng hơn, đúng không? Dạ. Vậy thì với những cái khó khăn như vậy thì tuy là đúng là chị tự mình có cái động lực để chị có thể mà vượt qua được mà vẫn tiếp tục cái công việc của mình á, thì chị đang tức là cùng với Social Change Maker cũng như là The Happy Event của chị ở Melbourne, thì chị có đang đặt ra mục tiêu gì trong tương lai gần mà mình muốn đạt được để cống hiến tốt nhất cho xã hội hay không? Chị có một cái điều, một cái gọi là một cái kế hoạch tương lai nho nhỏ, mà khi mà nhận được lời mời của bên VTC Academy là chị cũng đã cũng có cười thầm nhẹ nhẹ là khá là có duyên với nhau, tại vì không chưa có chia sẻ với Linh. Nhưng mà bên Social Champion thì nhìn về hướng tương lai, năm tương lai gần có nghĩa là năm sau đó, 2022 đó, là ngoài những cái việc thiện nguyện, ngoài những cái hoạt động hàng tháng để mà kết nối giao lưu và nâng cao nhận thức, ngoài những cái phiên chợ bền vững, mỗi quý có một cái phiên chợ bền vững để mà kêu gọi mọi người sống xanh và sống chậm đó, thì sẽ nhìn cái hướng là có những cái tác động mà nó lâu dài bền vững, hay là nhìn vào cái hướng là về giáo dục. Thế là có cái điểm chung với bên VTC Academy, và cũng lên kế hoạch là mình sẽ ra một cái dự án gọi là Social Change Makers Academy. Oh, wow. Là mình sẽ tập hợp hết những cái điều mà những cái khó khăn mà giống như nãy giờ chị chia sẻ đó, mình sẽ đưa nó vào chỗ là vì cái nhận thức mọi người như vậy thì bây giờ làm sao để mà thay đổi, ngoài cái hoạt động hàng tháng nói chuyện cái chủ đề đó rồi, nhưng mà vẫn còn về phía giáo dục nữa. Mà giáo dục ở đây không nhất thiết mình phải là giáo dục là mình phải đi vào trường, vào lớp, phải có thầy có cô. Ở đây giáo dục, ở đây bên Social Change Maker lên kế hoạch là mình sẽ tổ chức những cái khóa học mà tập trung vào chủ đề về thiện nguyện, về những cái cách mình hoạt động, hay là những cái kiến thức cơ bản về tổ chức phi chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận hay là doanh nghiệp xã hội như thế nào đó, để mình cũng vừa học luôn
bản thân trong trong team cũng học và cũng cùng học với tất cả mọi người trong cộng đồng, và có thể tập trung vào dạy những cái nghề, những cái kỹ năng mà có thể hỗ trợ giúp đỡ lại cộng đồng. Ví dụ như những cái ngôn ngữ về ngôn ngữ ký hiệu đó, có nghĩa là ví dụ thôi, một cái môn là ngôn ngữ ký hiệu, thì khi mà các bạn mà đăng ký học vào rồi thì sau khi học xong ra vừa có một thêm một cái kỹ năng rất là thú vị, mà lại còn có thể nếu các bạn muốn, các bạn có thể giúp đỡ vào các cộng đồng kiếm thị kiếm thính, có thể học học thêm và giúp thêm cho họ nữa, thì nó sẽ vừa hỗ trợ cho bản thân các bạn nâng cao kiến thức, có thêm một cái kỹ năng mới, lại vừa hỗ trợ thêm một cái cộng đồng yếu thế, và biết đâu sau đó bạn sẽ vì cái đó bạn làm việc với các cộng đồng yếu thế đó, bạn sẽ lại có thêm một cái ý tưởng, lại có thêm một cái nguồn lực, một đôi tay, một bộ óc để mà làm việc cho cộng đồng, lại cộng đồng thiện nguyện lại dần dần phải phát triển lên, rộng lớn hơn nữa, nhiều người hơn nữa. Và thực ra là bức tranh lớn của chị Rosie thực ra là nó rất là lớn và nó đi thẳng thẳng vào vấn đề luôn á, tức là chị Rosie gặp khó khăn khi mà mình đang không có những cái hệ thống, những cái mà gọi là hiểu biết bài bản về làm thiện nguyện, làm tổ chức công tác xã hội, thì bây giờ là chị Rosie sẽ giáo dục cho xã hội, cho mọi người, những người đang làm công việc đó có cách biết cách làm sao làm cho đúng hơn, đúng không? Thực ra thì bản thân Social Change Makers không phải là một cái tổ chức giáo dục chính thống, cho nên nói mà để giáo dục xã hội thì chắc hơi khó. Nhưng mà có nghĩa là cái kế hoạch đề ra là mình cùng nhau học, cái mình đặt đó ra là những cái môn học và những cái kỹ năng mà mọi người mình trong cái cộng đồng mà thiện nguyện hay là phi lợi nhuận thì mình cùng nhau mình học. Có thể là những cái kỹ năng mà liên quan đến về rác thải môi trường cũng là những cái kỹ năng mà nó sẽ tốt, như là mình sử dụng nâng cao nhận thức về cái chỗ là tại sao túi ni lông mọi người nói là nó không tốt, tại sao nó không tốt. Có thể là hay là sử dụng một cái túi vải mà bây giờ rất là phổ biến là mọi người mua cái túi vải để sử dụng, nhưng mà cái túi vải đó bạn phải mua sử dụng bao nhiêu năm và bao nhiêu lần thì nó mới trở thành một cái thân thiện môi trường, chứ nếu mà mỗi lần mua một cái xong rồi để đó để không sử dụng thì cũng vậy thôi. Thì đó, những cái nhỏ nhỏ từ từ mình cùng học với nhau, rồi những cái kỹ năng và có thể là làm bằng tay hay gì đó thì coi như là cùng học. Chứ cần giáo dục thì vậy đó, cái nó hơi lớn quá, không bình thường thì mấy người không dám nhận là mình đi giáo dục xã hội. Vậy thì với những cái điều mà Social Change Maker đang đặt ra cho tương lai á, thì chị em ví dụ như nếu như mà có một tổ chức hay là một doanh nghiệp nào đó cũng cùng cái định hướng như là Social Change Maker đang đi, là giúp đỡ mà phải là giúp đỡ bền vững, thì chị nghĩ là đặc biệt là mình sẽ tập trung vào những cái đối tượng mà đang gặp khó khăn hiện tại, những đối tượng yếu thế vì dịch Covid-19 nè, thì chị nghĩ sao về cái ý tưởng như thế này ạ? Chị thấy là một cái ý tưởng hay. Nếu mà giúp đỡ mà bền vững thì nó chính là cái vấn đề mà Social Change Makers muốn muốn đem đến, cái là trong tất cả những cái hoạt động của mình đều muốn nhìn theo cái hướng là bền vững và lâu dài. Nên nếu mà có một cái tổ chức doanh nghiệp nào khác, thiệt ra là cũng có nhiều tổ chức doanh nghiệp đang làm rồi, nhưng mà càng nhiều hơn nữa thì càng tốt. Mọi người cùng nên chúng ta nhìn vào cái hướng bền vững lâu dài hơn là giúp ngay bây giờ. Chị thấy đó là ý tốt. Sẵn đây thì em cũng muốn hỏi chị Rosie một câu. Hiện tại thời điểm này thì chị Rosie có cái ước mơ gì không? Có một vài cái ước mơ nhỏ. Nếu mà cái nào lớn lớn đi. Lớn lớn hả? Dạ. Nếu như mà nói về ước mơ mà cho cái công việc hiện tại, đang nói về cái vấn đề là về Social Change Maker, những cái mình đang thành lập á, thì ước mơ của chị là sẽ có thêm, có thể kết nối được nhiều những cái doanh nghiệp hay là những cái tổ chức mà có cùng cái chí hướng, và mình cùng nhìn vào xem mình có thể ra những cái dự án hay là chương trình mà có thể có những cái tác động nó lâu dài và nó to hơn, nó lớn hơn, tốt hơn, và chắc chắn là phải nhắm vào cái hướng bền vững. Thì đó là cái ước mơ trước mắt. Nếu mà cùng chung tay nhau vào làm thì những cái chương trình mà bên Social Maker làm ra, hay là những chương trình dự án của những cái bên đối tác mà cũng làm theo cùng chí hướng như vậy, thì mình nghĩ là cái tác động nó sẽ rất là mạnh, sẽ rất là tốt. Thì mình sẽ phát triển được rất là nhanh, mình giúp được rất là nhiều người nữa. Thực ra thì cái từ bền vững đó, thực ra thì nó cũng đã truyền cảm hứng được cho VTC Academy chúng em mà. Thực ra thì ở VTC Academy cũng có một cái ước mơ tương tự, cũng liên quan đến chữ bền vững mà chị Rosie nãy giờ có đề cập đến. Ý tưởng rất là hay luôn, nên rất là có duyên khi gặp chị Rosie luôn á. Thì nhân đây thì em cũng muốn bật mí cho chị Rosie một chút xíu về cái dự án mà VTC Academy đang ấp ủ, và đó cũng là ước mơ mà VTC Academy nói chung cũng như bản thân em nói riêng thì cũng đang rất là muốn được thực hiện. Thì chắc hẳn là ai trong chúng ta
từ chị Rosie đây cho đến em hay là đến tất cả các quý vị đang lắng nghe chương trình của chúng ta thì đều đã từng một lần mơ ước trong đời. Khi còn bé thì có thể là ta mơ khi mình lớn lên trở thành một cái nhân vật vô cùng mạnh mẽ, có thể trừ gian diệt ác như là trong phim hay là trong truyện tranh. Dạ, rồi khi ta lớn một chút nữa thì ta lại mơ về những cái điều mà ta có thể đóng góp được cho xã hội sau này khi mà ta lớn lên. Và khi ta đã trưởng thành hơn rồi á, thì ta lại mơ về những điều tốt đẹp mà ta có thể để lại cho cuộc đời này. Có một câu nói nổi tiếng là kẻ khốn cùng nhất trên thế giới này không phải là kẻ không có một xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ. Vậy thì các bạn hãy tự tưởng tượng xem một ngày mà chúng ta sống thì không còn một ước mơ, thì cuộc sống của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào? Vậy mà trong cái bối cảnh đại dịch vừa qua thì tôi đã chứng kiến rất là nhiều người họ đã bị tước đi tất cả ước mơ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Những ước mơ của họ tưởng chừng như vô cùng đơn giản thì ngay lúc này đây nó đã trở nên vô cùng xa xỉ. Và tôi không biết rằng là hiện tại họ có còn đang mơ ước vào điều gì hay không. Nhưng tôi chắc chắn rằng cuộc sống mà không còn ước mơ thì sẽ vô cùng u tối, vô cùng tuyệt vọng. Đại dịch Covid-19 thì đang hướng đến năm thứ 3 tại Việt Nam và nó đã ảnh hưởng rất là lớn đến toàn bộ khía cạnh của nền kinh tế, xã hội, đặc biệt là cuộc sống và công việc của người lao động, đặc biệt là người lao động phổ thông. Và chỉ trong một khoảng thời gian rất là ngắn, nhiều người lao động đã mất đi nguồn doanh thu ổn định và họ buộc phải thắt chặt chi tiêu hơn cho những nhu cầu vô cùng cơ bản như là bữa ăn, học vấn, sức khỏe của bản thân họ và của gia đình. Và hậu quả là có rất nhiều các bạn học sinh, sinh viên đã không thể tiếp tục đến trường. Và nhiều người lao động đã bỏ việc học từ còn rất trẻ để đi làm thì hiện tại là họ cũng đã mất luôn cái nguồn sống, nguồn công việc của họ, vốn là một cái nguồn sống vô cùng nhỏ nhoi cho gia đình họ và cho chính bản thân họ. Gánh nặng cơm áo gạo tiền nay đã phủ lấp những giấc mơ còn dang dở của những người này. Và thấu hiểu được sự khó khăn mà các em học sinh cũng như là các bạn trẻ đang phải đối mặt thì đội ngũ VTC Academy chúng tôi là đã cùng ấp ủ một ước mơ, đó là tất cả các bạn trẻ sẽ không còn bị hoàn cảnh tước đi quyền được mơ ước. Dự án tôi có một ước mơ chính thức ra đời như vậy, mang trong mình một sứ mệnh vun đắp và chấp cánh cho nhiều ước mơ hơn, những ước mơ còn dang dở trở thành sự nghiệp bền vững. Đối tượng mà chúng tôi muốn nhắm đến cho dự án tôi có một ước mơ này thì đó chính là các bạn trẻ và các bạn học sinh, sinh viên đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19 vừa rồi. Và cụ thể hơn thì đó là các bạn học sinh từ 15 đến 18 tuổi phải bỏ học giữa chừng và các bạn trẻ từ 15 đến 24 tuổi bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Và bây giờ thì tôi xin phép được trích dẫn một câu nữa rất là nổi tiếng của một doanh nhân người nước ngoài, nhưng mà câu này thì người Việt chúng ta cũng đã rất là quen thuộc. Cho một người một con cá, ta chỉ có thể giúp họ được một ngày. Dạy một người cách câu cá, bạn sẽ nuôi được họ cả cuộc đời. Dự án tôi có một ước mơ của chúng tôi canh cánh một điều là phải làm sao để các bạn trẻ, những người chủ nhân của tương lai, có thể tự vững vàng đứng trên đôi chân của mình, bước qua được nghịch cảnh để có thể chạm tới mọi ước mơ. Và vì các bạn còn đang rất là trẻ, cuộc đời các bạn này còn rất là dài, cho nên chúng tôi mong rằng là có thể trao cho các bạn được kỹ năng câu cá và cần câu cá để các bạn, ước mơ của các bạn chính là do các bạn tự mình tạo nên. Tương lai của các bạn sẽ do chính các bạn tự mình nắm giữ. Và mục tiêu cụ thể của chúng tôi khi mà tạo ra dự án tôi có một ước mơ này, đó là trao cho các bạn cơ hội được tham gia học kỹ năng nghề nghiệp trong 18 tháng tại VTC Academy. Trao cho các bạn máy tính, và đây cũng chính là công cụ để học tập trực tuyến, là như chị Rosie cũng có chia sẻ ban đầu. Và cần câu cơm cho các bạn sau này. Và cuối cùng, đó là tài trợ cho các bạn nhu cầu bữa ăn cơ bản để tiếp thêm sức lực cho các bạn học tập. Và mục tiêu mà dự án tôi có một ước mơ đặt ra thì đến cuối năm 2022 này á, thì chúng tôi sẽ giúp đỡ được tổng số 1.500 bạn trẻ gặp khó khăn và trao cho các bạn ấy kỹ năng câu cá và cần câu cá. Và ở giai đoạn nước rút của dự án, tức là đến cuối năm 2021 này, thì chúng tôi mong muốn có thể hỗ trợ khẩn cấp được cho 500 bạn học viên được tham gia học tập tại VTC Academy, 500 máy tính hỗ trợ học tập được trao và 821.250 bữa ăn tiếp sức. Để thực hiện được 1.500 ước mơ này
thì chúng tôi cần đến rất là nhiều sự ủng hộ và đóng góp đến từ cộng đồng. Một điều là tôi luôn tin tưởng rằng là với tinh thần tương thân tương ái, vốn là truyền thống hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam chúng ta, thì ước mơ của chúng tôi sẽ sớm thành hiện thực. Xin phép được hỏi, vậy còn bạn, ước mơ của các bạn là gì? Hãy chung tay cùng chúng tôi, tại tôi có một ước mơ, để những ước mơ không còn dang dở. Dạ, và đây chính là dự án mà VTC Academy đang ấp ủ, cũng là giấc mơ, ước mơ của tất cả những ekip, những bạn tham gia trong ban tổ chức của sự dự án Tôi Có Một Ước Mơ muốn đạt được. Thì không biết là chị Rosie cảm thấy dự án này như thế nào ạ? Bây giờ chị đã biết tại sao mà VTC Academy mời chị Rosie đến là nói chuyện về Social Change Maker, vì thấy là mình có cùng chí hướng và mình có những cái ước mơ cũng đồng điệu, cũng giống nhau rồi đó. Yeah. Chương trình chị thấy quá tuyệt vời. Chị chỉ muốn hỏi là khi mà các bạn mà muốn đăng ký học, tại vì khi bên chị làm chương trình mà các trẻ em mồ côi thì là cũng muốn là trao cho các bạn tiền học để các bạn nhận cái kỹ năng đi học để mà sau này để đi làm, thì các em nó còn nhỏ thôi, và trao máy tính để các em học online. Thì bên chương trình của mình thì hình như đối tượng là lớn hơn, cái là đối tượng là thiếu niên, đúng không? Dạ. Thì các bạn trẻ cao hơn, thế là cái bước tiếp theo, đúng rồi. Cho các bạn đó, và cái ngành nghề thì là cái ngành của mình là mình các bạn được đăng ký học những cái ngành gì? Thì các bạn, cái đối tượng mà tham gia vào dự án Tôi Có Ước Mơ của BTC Academy á, thì các bạn ấy là đang có ngưỡng cửa lựa chọn tương lai của mình, tức là cái ngưỡng cửa đó là các bạn có thể nghỉ học để đi làm luôn rồi, hoặc là có thể là học tiếp. Thì ở VTC Academy là chúng em không có muốn các bạn là phải bỏ học ở thời điểm này, tức là không phải là có thể không cần phải học cao lên, nhưng mà là bỏ luôn cái việc mà trau dồi kỹ năng để đi làm những công việc phổ thông đó, thì nó sẽ rất là đáng tiếc. Cho nên là tại VTC Academy á, thì chúng tôi có 3 ngành chính để mà trao kỹ năng câu cá cho các bạn, đó là ngành chuyên viên phát triển full stack, chuyên viên thiết kế đồ họa số và chuyên viên full stack digital marketing. Thì chắc là ba ngành này thì chắc là chị Rosie cũng đã từng có nghe qua trong cộng đồng xã hội gần đây. Thì ba ngành này thì nó đang rất là lợi thế, rất là lớn cho các bạn sau khi tốt nghiệp. Tại vì là đây là ba ngành mà đang rất là hot trong cái công cuộc mà chuyển đổi số những năm gần đây. Mà cộng thêm cái cú thúc mà từ hoàn cảnh giãn cách xã hội chúng ta trong 5 tháng vừa rồi á, thì là các ngành nghề mà liên quan đến kỹ thuật số thì nó có nhu cầu rất là cao. Vốn dĩ là nhu cầu những ngành này nó đã cao từ đầu rồi, nhưng mà nhờ vào cái cú thúc vừa rồi của đại dịch của đợt giãn cách á, thì cái nhu cầu nó còn tăng lên nhiều hơn nữa. Điển hình rất là cụ thể, ví dụ luôn là những cái ngành nghề khác thì hiện tại là cái nhu cầu nó đang suy giảm đi, nhưng mà những cái mảng ngành như công nghệ thông tin nè, thiết kế đồ họa số hay là digital marketing thì là không hề có dấu hiệu suy giảm, mà thậm chí là còn có xu hướng tăng lên nữa. Đúng rồi đó, chị cũng thấy bây giờ xu hướng là mọi thứ đều về trực tuyến mà. Cho nên vậy là ba cái ngành học của mình là đi đúng vào ba cái những cái ngành nghề mà đang bây giờ là đang hot á, đúng rồi. Thì mình đảm bảo là các bạn ấy sẽ không phải gặp khó khăn khi tìm việc làm về sau. Vậy thì những cái bạn mà tham gia, mà muốn tham gia, những bạn mà quan tâm muốn tham gia thì mình tìm các bạn ở đâu, hay là các bạn đăng ký như thế nào? Trong dự án Tôi Có Ước Mơ này á, thì chương trình sẽ đã mở ra cổng đăng ký cho các bạn mà muốn tham gia nhận tài trợ từ dự án trên trang web tôi có một ước mơ.com, thì các bạn có thể tìm thấy phần đăng ký nhận tài trợ. Khi các bạn nhấn vào nút tham gia ngay thì các bạn sẽ được dẫn đến trang có form đăng ký, form điền thông tin của người được nhận hỗ trợ. Thì các bạn có thể là gửi thông tin về cho chúng tôi và chúng tôi sẽ liên hệ với các bạn để trao đổi và cũng như là có vòng phỏng vấn để xác định là sẽ hỗ trợ các bạn như thế nào. Với cái cách thức này thì chúng tôi đảm bảo được là cái cơ hội là công bằng và mở rộng cho tất cả mọi đối tượng, tất cả các bạn có tham gia vào dự án. Thường thì khi mà bên Social Change Makers mà làm những cái chương trình mà giúp đỡ như vậy thì mình cũng có tự kêu gọi những cái từ cái nguồn lực mình có, và mình cũng có kêu gọi thêm các mạnh thường quân hỗ trợ thêm, vì càng nhiều người chung tay thì mình càng giúp đỡ được nhiều. Không thì không biết chương trình này là, hình như hồi nãy chị có thấy là VTC Academy cũng có kêu gọi mọi người chung tay và hỗ trợ thêm, đúng không? Dạ. Tức là các mạnh thường quân và các doanh nghiệp mà muốn tham gia cùng thì họ có thể tham gia. Thì lúc đó họ sẽ đến với VTC Academy, hay là họ cũng đăng ký vào website, là như thế nào?
Việc này thì là VTC Academy cũng là tạo điều kiện rất là dễ dàng cho các mạnh thường quân có thể là cùng chung tay với chúng tôi để thực hiện những ước mơ. Thì ở trên trang web tôi có một ước mơ.com là chúng tôi có phần ủng hộ cho dự án khi nhấn vào nút tài trợ ngay. Các nhà tài trợ có thể được dẫn đến trang tài trợ, ở trong đó có các hạng mục và tài trợ của chúng tôi cũng như là có cái phần form điền thông tin đăng ký để các nhà tài trợ có thể gửi thông tin về cho chúng tôi. Hay là thậm chí là nếu các nhà tài trợ cũng có thể gửi email đến cho chúng tôi qua tôi có một ước mơ a@vtc.edu.vn để có thể trao đổi trực tiếp cùng ban tổ chức tôi có một ước mơ. Đúng là trường công nghệ thông tin ha, mọi thứ rất là bài bản, là website, email, mọi thứ là sẵn sàng hết rồi. Yeah. Các bạn mà có nhu cầu thì đăng ký thôi ha, còn những nhà tài trợ hay là các mạnh thường quân thì cũng có thể liên hệ qua. Liên hệ luôn. Thì từ đầu chương trình đến giờ thì tôi nhận thấy là có rất nhiều bạn mà gửi các câu hỏi trong phần comment đến cho chị Rosie. Thì chủ đề cộng đồng thì thực sự là đã thu hút rất là nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ, đúng không ạ? Tại vì đây là một chủ đề rất là hot hiện tại, là khi chúng ta trải qua đại dịch Covid vừa rồi á, thì cái lòng nhân ái của mọi người tự nhiên nó được nhân rộng lên thêm. Và để không thiếu phụ cái sự ủng hộ các bạn thì ngay bây giờ xin phép được đặt các câu hỏi các bạn, xin nhờ đội kỹ thuật cho các câu hỏi mà các bạn đã chọn để trả lời cho các bạn khán giả. Có một bạn hỏi là cho chị Rosie nè, chị trong quá trình tổ chức thì cô Rosie có gặp khó khăn gì không? Bạn này chắc nhỏ. Dạ, như là việc chuyển tiền hỗ trợ đến các vùng sâu, vùng xa thì nó có khó khăn gì không, hay là có gặp khó khăn gì trong việc là nắm được cái số lượng người cần giúp đỡ hay không? Cái câu hỏi này chắc là hỏi vào tập trung vào cái chương trình mà giúp đỡ, ví dụ như cái chương trình năm ngoái mà bên mình làm mà giúp đỡ miền Trung á. Thì đó là chắc là vùng đó là vùng sâu xa nhất, tại vì đang ở Sài Gòn mà. Nên là các quận huyện nào cũng không thể nào xa bằng ở miền Trung. Thì lúc đó thì chị làm với nó cũng khá là nhỏ thôi. Sau khi mà tổ chức nhảy Flash Mob gây được một số quỹ thì chị, bản thân chị là đi ra miền Trung thì cũng có người quen ở đó, và thời điểm đó thì mọi người rủ nhau quen biết nhau, và chị hỏi người địa phương, người quen bạn ở đó là vùng nào hay là làng nào hay thị trấn nào là bị ảnh hưởng và ít được giúp đỡ nhiều nhất. Tại vì lúc đó cũng không có đặt ra con số là mình cần phải giúp bao nhiêu người, tức là cái số lượng người giúp đỡ là nó tùy thuộc vào cái quỹ mà mình đang có cái thời điểm đó. Thì nhắm là mỗi gia đình mình sẽ giúp là vài triệu, lúc đó là 1 triệu hoặc 2 triệu tùy theo hoàn cảnh của họ, thì là mình nhắm được là con số nó cũng tương đương khoảng như vậy thôi. Ra đến tận nơi thì mọi người xách xe máy đi với nhau chạy tới cái chỗ đó, thì chị thu thập thông tin từ người quen, có nghe từ cái bạn mà ở địa phương đó và một vài bạn mà người ngày xưa người gốc ở đó mà họ đang sinh sống ở Sài Gòn và cũng có quen biết. Khi mà mình đăng thông tin lên thì mọi người cũng gửi tin nhắn nói chị ơi, em đây là nhà của em, bên cạnh có một cái làng bị rất là nặng nhưng mà không ít, rất là ít được giúp đỡ, chưa có thấy ai tới giúp hết, cho nên nếu mà được thì nếu mà chuyến này mà chị đi thì có thể đến để mà xem. Có nghĩa là lúc đó là vừa trước đó thì cái bạn địa phương đã đi khảo sát trước rồi, nhưng mà khi mà chị ra nơi thì mọi người đến tới tận nơi và hỏi thăm tại chỗ luôn và trao tặng luôn, chứ không có lên chương trình là người nào được hay là duyệt gì hết. Tại vì chị cảm thấy như vậy thì nó nhiều cái hình thức quá, mình đến được nơi mình thấy tận mắt là họ sẽ mất thời gian như vậy và mình giúp luôn. Thì cái nguồn quỹ nhỏ nhoi của mình á, nó sẽ tới được đúng với những người mà nó ý nghĩa với họ, nó giúp được họ nhiều hơn. Thì cái khó khăn ở đây là cái thời gian và cái công sức để mà mình đi đến được như vậy, nó rất là mất thời gian. Chứ còn nếu như mà đi qua, thật ra là nếu mà làm việc qua với chính quyền địa phương thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều, nó sẽ dễ hơn. Thì sau này những cái chương trình cũng thiện nguyện mà nếu mà năm nay đi ra miền Trung thì chắc chắn là cũng sẽ nhìn qua cái hướng là có thể là thông qua chính quyền địa phương và sau đó mình cũng đích thân mình đi tới, nhưng mình kết hợp cả hai để mình lên tới được tận nơi. Thì cái khó khăn đó mình có thể vượt qua được bằng cách đó. Thực ra thì đó cũng là một ý tưởng, đó là cái việc mà đi đến tận nơi và nhờ qua những cái sự liên kết, nó cũng là ý tưởng là hay và đi đúng cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay luôn, là kết nối để lan tỏa. Đúng rồi. Nhờ cái việc mà chị Rosie kết nối với những cái bạn ở địa phương như vậy thì là nó lan tỏa rất nhiều người hơn cần giúp đỡ. Đúng rồi. Dạ. Hiện nay thì có rất là nhiều tổ chức và dự án hỗ trợ cho học sinh và trẻ em trên cả nước.
Vậy thì tôi có một ước mơ thì có gì khác biệt và thu hút để tôi đồng ý tham gia đóng góp? Cái Câu này này chắc cho cả thì hai người cái ha. này thì em hỏi chị Rosie trước đi. Theo chị thì với những cái gì mà chị được nghe chia sẻ từ chương trình về dự án Tôi Có Ước Mơ thì chị Rosie nghĩ gì về tức là chị có cái ý nghĩ gì về cái sự khác biệt mà Tôi Có Ước Mơ mang lại? À, cá nhân chị nhìn thấy khi mà lúc nãy Linh giới thiệu cái chương trình Tôi Có Ước Mơ đó, thì chị thấy cái điểm khác biệt ở đây là chương trình của VTC Academy tập trung vào đối tượng, cái độ tuổi và cái đối tượng nó khác. Hiện tại thì mọi người ở trên xã hội, mọi người tập trung vào đối tượng mà trẻ mồ côi rất là nhiều. Đó là thấy là đã có 4 năm cái dự án lớn thì nó đang cùng chạy cùng với những cái nhóm nhỏ nhỏ, như là bên Social Change Maker cũng làm về trẻ mồ côi, vì nghĩ là tới mấy ngàn người, mấy ngàn em như vậy thì mọi người cùng bao nhiêu người giúp được bấy nhiêu. Nhưng mà chị chưa thấy có cái chương trình nào mà giúp vào cái đối tượng là sinh viên, học sinh Thành cao dạ vị hơn, thành đúng rồi, niên và thanh niên, và đi thẳng vào tập trung vào công việc luôn, cái là học xong là ra là đi làm luôn. Hiện tại là các chương trình là chỉ là đang hỗ trợ học cho đến hết trung học, phổ thông trung học là hết rồi. Đó là những cái mà chị biết. Thì đó là cái điểm khác biệt mà chị nghĩ là cái đối tượng đó họ cũng cần giúp đỡ. Cho nên là nó cũng là một cái chương trình hay để mà mọi người cùng đồng hành. Cái tùy theo mọi người cảm thấy cá nhân mình hỗ trợ, mình kết nối được với cái đối tượng này, giúp được họ để họ đi làm. Vì vì Việt Nam mình còn là nước đang phát triển mà. Việt Nam mình cần nhiều người đi làm, cần nhiều người làm kinh tế, cần nhiều người đi làm mà kiếm tiền để xây dựng xã hội, đóng góp vào xã hội được. Đúng rồi, thì với cái chia sẻ của chị Rosie thực ra thì nó cũng rất là đúng với những cái mà em đang nghĩ đến á, và cũng có thể là chia sẻ thêm cho các bạn khán giả vừa đặt câu hỏi á. Thì với dự án Tôi Có Một Ước Mơ thì chúng tôi là cũng tập trung vào những cái đối tượng mà đang các bạn mồ côi thì đương nhiên chắc chắn là rất là cần giúp đỡ rồi, nhưng mà các bạn mà đang ở tuổi vị thành niên, các bạn ở tuổi thanh niên mà đang bị mất việc làm hay là không thể đi học để mà trau dồi kỹ năng làm việc được á, thì các bạn ấy đang cũng rất là cần kiếp được giúp đỡ. Tại vì là người dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam chúng ta thì các bạn có thể nhìn thấy là nhìn mặt bằng chung á, thì đa phần là kỹ năng nghề nghiệp thì không có cao, cho nên là để mà có thể thích ứng được với cái sự thay đổi của xã hội khi mà chuyển đổi số nó đang là một cái xu hướng bắt buộc phải có và mọi người phải theo, đặc biệt là nhờ cú hích mà cái dịch Covid-19 vừa rồi nó gây ra, thì các bạn học sinh, sinh viên, các bạn trẻ đang ở độ tuổi có thể lao động là rất cần thiết phải hỗ trợ trao cho các bạn ấy kỹ năng để theo kịp cái xu hướng của thế giới, để đảm bảo là tương lai các bạn sẽ vẫn có thể đạt được, bạn có thể vẫn có thể vươn tới được ước mơ của chính mình mà không gặp phải bất kỳ trở ngại gì, kể cả bây giờ là có thêm cái trở ngại gì mới nữa thì nhờ cái kỹ năng đó các bạn ấy sẽ không thể nào không không còn nằm trong cái đối tượng là cần giúp đỡ nữa mà tự các bạn ấy có thể vượt qua được rồi. Chúng ta đi qua câu hỏi tiếp theo thì có một bạn hỏi là chị Rosie nghĩ vai trò và sức ảnh hưởng các tổ chức cộng đồng mà trong việc nâng cao nhận thức và tư duy xã hội của giới trẻ hiện nay trong nước ta thì như thế nào ạ? Chị nghĩ là vai trò rất là quan trọng của những cái tổ chức cộng đồng mà để mà nâng cao nhận thức và tư duy của xã hội, của giới trẻ, thì quan trọng nó là cái điều hiển nhiên rồi. Nhưng mà còn về cái sức ảnh hưởng thì chị bản thân chị cá nhân chị không chị chưa nhìn thấy được là mình sức ảnh hưởng mình đi được đến đâu. Cái sự lan tỏa thì rất là nhanh. Hiện tại thì nhờ bây giờ tất cả mọi người đều sử dụng mạng xã hội, cho nên là khi mà qua mạng trực tuyến thì cái sự lan tỏa nó cũng nhanh hơn. Một cái câu chuyện mà mình lan truyền đến những cái đối tượng khác, những bạn trẻ bây giờ ai cũng sử dụng mạng internet hết, ai cũng sử dụng mạng xã hội hết, thì cái lan tỏa nó nhanh hơn. Còn sức ảnh hưởng thì chị nghĩ nó phụ thuộc vào các bạn, có nghĩa là các công việc mà các tổ chức đang cố gắng làm thì cái sự ảnh hưởng nó được bao nhiêu là do các bạn tiếp nhận. Cái sự tiếp nhận của các bạn là quyết định được sức ảnh hưởng nó như thế nào. Nếu các bạn cảm thấy, các bạn theo dõi, các bạn xem và các bạn cảm thấy là những cái công việc này, hay là những cái câu chuyện này, hay là những cái điều mà các tổ chức này họ đang làm, họ đang muốn nâng cao cái ý thức, họ đang muốn thay đổi cái cách nhìn của xã hội, thì mình có tiếp nhận hay không, đó là cái điểm mấu chốt của cái sức ảnh hưởng của tất cả các tổ chức về cộng đồng. Đó là quan điểm của chị. Vậy là những cái câu chuyện mà những cái tổ chức nó họ đang làm nó cũng phải mang đến một cái gọi là kết nối được với chính các bạn trong xã hội này để các bạn có thể là thấu hiểu được, cảm nhận được cái mà họ đang làm thay đổi cho xã hội, đúng không ạ? Em muốn tham gia và tự mình thành lập một tổ chức như Social Change Maker của chị Rosie để nâng cao tầm nhận thức cũng như là kỹ năng mềm cho bản thân
chị Rosie có thể cho em lời khuyên nên bắt đầu từ đâu được không ạ? Em nghĩ là cái này là chắc là đệ tử của chị Rosie trong tương lai rồi đó. Nếu mà muốn tham gia thì dễ rồi, cứ tham gia vào có thể tham gia bên liên hệ với bên Social Change Makers thôi. Có thể là các bạn cũng có cái đường link hả? Có thể cái đường link ở trong event, trong sự kiện và trong bài post đó. Thì nếu mà các bạn muốn tham gia tình nguyện thì lúc nào cũng hoan nghênh hết. Còn cái phần thứ hai câu hỏi của bạn là làm sao để tự mình thành lập một cái tổ chức như Social Change Maker, thì cái điểm đầu tiên, cái điều đầu tiên mà chị khuyên là phải biết là mình muốn thành lập một cái tổ chức đó vì lý do gì. Tại vì cái lý do vì sao mình tổ chức nó rất là quan trọng. Mình làm vì mình thấy nó đang vui, hay nó đang là một cái xu hướng mọi người đang làm, hay là mình làm vì mình có một cái điều gì đó ở trong lòng mình đang muốn thay đổi ở trên xã hội, hay là có mình cảm thấy mình muốn giúp một cái đối tượng nào đó rõ ràng. Thì khi mà cái lý do vì sao mà em có thì là em sẽ nhìn ra được là cái đối tượng giúp đỡ hay là cái công việc của mình hay những cái dự án của mình nó sẽ tập trung, nó sẽ hoạt động như thế nào dựa vào cái lý do đó của mình. Đó là cái đầu tiên mà chị nghĩ là mình cần phải có. Còn sau đó thì chắc chắn là mình phải cần thêm hỗ trợ của mình, phải có một cái nhóm, cái team để mọi người cùng làm với nhau, chứ một người không thể nào mà gây sông dựng núi được. Phải lúc nào cũng phải có nhiều người để cùng hỗ trợ và cùng hợp tác với những cái tổ chức khác. Đó là bước tiếp theo. Vậy chắc là bước đầu tiên thì cũng nên liên lạc với chị Rosie và Social Change Maker để có thể là được trải nghiệm cái công việc của một cái tổ chức phi lợi nhuận nó như thế nào, để bạn có kinh nghiệm, để bạn có thể tự mình làm được. Đúng rồi, bạn có thể là đi tham gia tình nguyện viên, tình nguyện cho ví dụ như cho Social Change Makers hay là cho những cái tổ chức khác. Rồi sau đó thì có thể là khi sang năm, khi mà Social Change Makers ra cái chương trình mà Social Change Makers Academy, thì sẽ có một vài những cái khóa học mà để cho bạn có thể tham gia, để bạn biết cách là mình thành lập một cái tổ chức nào, hay là học những cái kinh nghiệm, hay là những cái kỹ năng để mà hỗ trợ cho cái việc bạn thành lập nó ra làm sao đó. Thì các bạn có quan tâm thì các bạn cứ để theo dõi Social Change Makers. Có nhiều câu hỏi cũng rất là hay, nhưng mà hiện tại thì thời gian chúng ta có hạn đó chị Rosie, nên là chắc là chúng ta cũng phải phép chào tạm biệt các bạn ở tại đây. Tôi biết là các bạn còn rất là nhiều câu hỏi dành cho chị Rosie hiện tại, nhưng mà thời gian chương trình của mình có hạn á, nên tôi xin phép là được dừng buổi talk show tại đây. Và các bạn còn bất cứ câu hỏi nào thì các bạn cũng có thể cứ để lại trên fanpage của VTC Academy, và ban tổ chức chúng tôi sẽ tổng hợp lại và gửi cho chị Rosie để giải đáp cho các bạn sau. Và nếu các bạn có thắc mắc về dự án Tôi Có Một Ước Mơ thì có thể truy cập vào website chính thức mà chúng tôi đã ghim ở phần comment, hoặc có thể ghé thăm fanpage Tôi Có Một Ước Mơ Vì Tài Năng Trẻ Đất Việt để tìm hiểu thêm thông tin về dự án cũng như là cách để đăng ký tham gia vào dự án này. Một lần nữa thì tôi xin cảm ơn chị Rosie đã dành thời gian đến chia sẻ trong buổi ngày hôm nay. Những thông tin mà chị đã chia sẻ, những trải nghiệm mà chị chia sẻ cho chúng tôi cũng vô cùng quý giá, để mọi người có thể hiểu được cái sức lan tỏa, cái lòng nhân ái chúng ta trong thời buổi này nó quan trọng như thế nào. Và hy vọng là sắp tới chúng ta sẽ có thể có dịp để được trò chuyện cùng nhau nhiều hơn về công việc của Social Change Maker Academy chẳng hạn. Em thấy nó rất là thú vị luôn. Biết đâu mình lại cùng làm việc cùng với nhau cho một cái chương trình sau này ha. Hai bên Academy cùng làm việc. Thì cũng cảm ơn Linh hôm nay ngồi đây trò chuyện cùng với chị. Câu hỏi rất là thú vị. Và cảm ơn VTC Academy đã mời Rosie đến nói chuyện và chia sẻ cái câu chuyện và hành trình của Social Change Makers. Cũng như là cảm ơn các bạn theo dõi, đặt câu hỏi cũng thú vị để mình trả lời, mình suy nghĩ cái hướng tiếp theo. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi chương trình. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại số talk show tiếp theo vào Chủ nhật tuần tới tại fanpage VTC Academy. Chào các bạn.
Academy Plus là chương trình đào tạo chất lượng cao chuẩn quốc tế thuộc hệ thống giáo dục VTC Academy. VTC Academy Plus hiện đang mở rộng hợp tác cùng các đơn vị giáo dục hàng đầu trên thế giới nhằm cung cấp những chương trình đào tạo chất lượng cao và mang lại cơ hội việc làm tốt hơn cho học viên Việt Nam. Ngày 28 tháng 4 năm 2021, VTC Academy đã tổ chức lễ ký kết hợp tác cùng Viện Thiết kế Quốc tế Rubika, trường top 2 thế giới về đào tạo ngành diễn hoạt 3D với hai trụ sở chính tại Pháp và Canada. Ngày 22 tháng 8 năm 2021, VTC Academy đã tổ chức lễ ký kết hợp tác cùng trường cao đẳng quốc tế North Island College, NIC, một trong những đơn vị đào tạo hàng đầu tại Canada nói riêng và châu Mỹ nói chung về chuyên ngành công nghệ thông tin. Ngày 11 tháng 8 năm 2021, VTC Academy cùng đơn vị đào tạo hàng đầu thế giới về Digital Marketing, Digital Marketing Institute DMI, đã tổ chức lễ ký kết hợp tác trực tuyến giữa hai đầu cầu Anh Quốc và Việt Nam. Ngày 29 tháng 8 năm 2021, VTC Academy cùng IDB IELTS, đơn vị sở hữu và tổ chức khảo thí bài thi IELTS trên toàn cầu, đã công bố chính thức hợp tác và có buổi giao lưu trực tuyến cùng các học viên VTC Academy.